Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 418,3 m². Trên thửa đất, căn nhà vườn có 59,6 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường nhựa Kinh Đào khoảng 1 km. Con đường này rộng khoảng 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra quốc lộ 1A khoảng 300 m. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Dòng Dứa, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 1 km nha. Xung quanh đất, căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ và xây gào hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Ở đây thửa đất, căn nhà quay về hướng Tây nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 7 km là anh chị tới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 62 km là anh chị tới nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 8 m và có chiều dài là 52. Tổng diện tích là 418 m². Trên thửa đất, căn nhà thì có 59,6 m là đất thổ cư nhanh gì. Diện tích của mình tính từ ngay chỗ vị trí này, mình đo thẳng qua tới bên đây nhanh chị là 8 m. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 5 tấc và dán gạch hết luôn anh chị, và cũng hàn sắt hết luôn nha. Còn bên đây thì cũng xây tường cao khoảng 5 tấc và phía trên thì gào B40. Cửa cổng thì gia chủ cũng trang trí hết luôn anh chị và dán gạch rất là đẹp. Cửa cổng thì gia chủ làm cũng bằng sắt luôn nha anh chị. Phía trước thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế rất là rộng. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha. Không gian sân thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn anh chị. Bên đây thì xây tường cao khoảng 2,5 m. Ở không gian này thì gia chủ đang trồng một số mai như là mai vàng nè và một số bông trang. Những đồ nội thất bên trong thì gia chủ sẽ đem đi nha anh chị. Gia chủ thì chỉ bán đất và bán nhà thôi. Ở nhà của mình thì quay về hướng Tây nha anh chị. Nhà thì bên dưới đều lót gạch bóng kiến. Trên tường thì lót cho tới mí la phong luôn anh chị. Cửa thì cửa sắt. Ở không gian này về anh chị mình mua để ở và nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Ở đây thì cũng gần quốc lộ 1A, mình cách có 300 m thôi. Bên đây thì cũng xây tường hết luôn anh chị.
ở ranh giới thì rất là rõ ràng. Cô chú mình ở xa có mua thì rất là yên tâm ha. Nhà của mình thì em thấy cũng còn rất là mới nha anh chị. Mình mua về là anh chị mình chỉ ở thôi, khỏi cần tu bổ lại thêm. Khu vực này là không gian phòng thờ, gia chủ thì chỉ thờ Phật thôi. Ở trên thì sơn và đi bê, trần thì đóng thạch la phong nha anh chị. Và hai bên hông thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng. Tường thì lót khoảng 1m8. Ở cửa thì cửa sắt, bên trong thì lồng kiến. Còn bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau. Đất và nhà của mình thì tương đối cao ráo bằng theo mặt lộ nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Hiện gia chủ đang kêu bán phí giá là 1 tỷ 500 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ vị trí đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vị tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian ha. Khu vực này thì về anh chị mình có thể thiết kế không gian phòng khách anh chị. Ở chỗ này thì còn rất là rộng. Dưới nền thì đều lót gạch và dán lên tường là 1m8. Còn trên thì đóng la phong. Nhà của mình thì có 3 phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên. Còn kế bên là căn phòng thứ hai. Toàn bộ cửa phòng thì sử dụng là cửa nhôm. Ở đây là phòng ngủ thứ ba của mình nha anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp anh chị. Ở nội thất bên trong thì chủ sẽ đem đi nha anh chị. Còn khu vực phía sau là không còn khu vực phía sau là nhà vệ sinh. Ở phía sau thì mình có một cái ao để nuôi cá và một trồng một số dừa nha anh chị. Ở xung quanh thì đều có gào hết luôn. Hiện gia chủ thì đang kêu bán với giá là 1 tỷ 500 triệu nha anh chị. Ở bên đây thì cũng cắm trụ luôn, anh chị yên tâm ha. Còn khu vực này là sàn nước nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Nam, xã Long Hưng nha anh chị, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 418m². Trên thửa đất căn nhà vườn của mình có 59,6m là đất thổ cư. Nhà thì quay về hướng Tây nha anh chị. Mình là cách chợ Dòng Dứa, trường học, ủy ban khoảng 1km. Từ vị trí căn nhà vườn của mình di chuyển ga quốc lộ 1A là 300m nha anh chị. Ở đất và nhà của mình thì có sổ hồng riêng. Anh chị mình có thể ra công chứng liền được luôn nha. Giá bán là 1 tỷ 500 triệu nha anh chị. Ở giá này thì anh chị cô chú mình gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng giá tốt nhất để anh chị mua ha. Anh chị và cô chú mình thấy video này hữu ích cho em một lượt like và một lượt đăng ký
một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà vườn nè, đất vườn để anh chị mình mua đi ở và đầu tư nha. Ở diện tích của mình là ngang là 8m nha anh chị, chiều dài là 52. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị mình trồng tất cả cây ăn trái như là dừa, mít, bưởi, sầu riêng. Ở vùng đất này thì rất là tốt luôn anh chị. Ở không gian này thì anh chị mình đậu ô tô cũng thoải mái luôn nha. Ở nhà thì gia chủ đều trang trí rất là đẹp anh chị. Ở gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cần bán nha anh chị. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.